Ở dưới đâu hết trơn. Ồ, cái hình này, cái mặt của con Dung lạ lắm đó. Dạ, nó chỉnh, nó cắt bớt. Phải không? Dạ. Con vô, con nó đừng có gọt hai bên, nó cũng gọt không? Nó gọt đó. Sao con Thảo thấy em bé làm sao con phát biểu ý kiến? Em bé thấy thương. Khoái không? Không, chết. Bộ năm nay để ra đây. Mang để. Mà coi làm món gì cho dì Sáu muốn nhậu. Đây nè, đây nè. Để coi ông nó nhậu nổi chứ hả? Thì sao ông đi đâu không nhận? Trời ơi, đó là bữa nay là họp người lao động, ổng thấy mình tí là xỉn ta mới kêu giật vậy, ngồi vậy cho nên đâu đi xe ông ra nổi. Vậy thì mày xuống mày nói ba. Bố kêu kìa, bố cần nhận dưới kìa. Ở trong nhà đi, đừng đi ra ngoài nữa là được. Con gõ nhỏ, cái gì đó hả? Thì giờ mua mà đồ ngủi, đi coi bánh mì. Đi mua đồ.